Thưa quý vị, việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ thông minh đã đem lại nhiều lợi ích cho nông dân Lâm Đồng. Đây cũng chính là xu thế tất yếu để nông sản địa phương hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Hiện nay, nông nghiệp thông minh tại Lâm Đồng được thể hiện ở các lĩnh vực như ứng dụng công nghệ nhân giống in vitro để tạo ra các loại cây giống sạch bệnh, áp dụng hệ thống quản lý đồng bộ, điều khiển tự động về độ ẩm, nhiệt độ, nước tưới thông qua hệ thống cảm biến kết nối với máy tính, điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, các công nghệ khác như khâu gieo ươm giống rau, hoa đã được cơ giới hóa bằng máy tự động cho năng suất tăng gấp 5-7 lần so với phương thức thủ công. Công nghệ màng bao phủ nhà kính bằng plastic 3-5 lớp có tác dụng trong việc chống tia UV, quét tạt ánh sáng, chống bám bụi và độ bền cao 5-7 năm. Ngoài ra, nhiều loại phân bón thế hệ mới, công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh cũng được ứng dụng trong canh tác thủy canh trồng trên giá thể. Cái máy này có một cái lợi này, nó giảm bớt cái thời gian cho mình. Và đồng thời á, là mình có thể tưới, thì cái lượng nước tưới nó vào thì nó đầy đủ hơn. Ngoài cái đầy đủ ra thì cái máy này nó hỗ trợ cho mình, cái nhất là trước khi tưới á, nó trải qua một cái số là đảo phân và tưới. Rồi chẳng hạn như là ví dụ một trời nắng này có thể một ngày là mình tưới được 5 lần, 6 lần. Thì mình gài nó vào nó khắc tưới, mình không phải qua tay. Cái việc số hóa đó nó sẽ giúp cho cái việc chăm sóc cây trồng theo đúng được cái quy trình, theo đúng được cái kỹ thuật mà một cách rất chính xác. Và cái thứ hai chúng ta sẽ thấy rằng là lúc bấy giờ cái lao động giản đơn gần như là tối thiểu trên đồng ruộng. Và trong một cái điều kiện như thế thì cái năng suất rồi cái hiệu quả kinh tế nó sẽ tăng lên rất là cao. Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã góp phần khẳng định vị thế nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong khu vực và trên thế giới. Thông qua hệ thống cảm biến, người trồng sẽ có được các thông tin chính xác nhất về điều kiện sản xuất, từ đó giúp cây sinh trưởng tối ưu cho năng suất và chất lượng cao, cũng như giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong quá trình canh tác.